Chào cô chú anh chị và các bạn, chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe nha. Thì bây giờ chúng ta tạm thời chia tay không khí Sài Gòn để đi về miền quê chơi. Bữa giờ mình ăn thịt thịt kho củ kiệu đồ ngán ha. Hôm nay mẹ sẽ làm món bánh canh thịt vịt, mà vịt đây là vịt sim. Em mời mọi người cùng tham gia cho vui nha, để thưởng thức cái món bánh canh vịt sim này ngon cỡ nào ha. Nhiều ăn hả má? Hả? Nhiều ăn đó hả? Ừ, nhiều ăn. Em đang nhỏ vậy thôi, giờ mình chọn bột làm bánh canh thịt vịt sim hả? Lông gà nhỏ nhanh với lông vịt nữa thôi. Họ thấy vịt cái né rồi. Ở này bột Ủa? mình mua sẵn bột khô đúng không? Đụng nước với dầu. Con vịt này thấy cái lông nó đen nhưng mà thịt nó trắng. Không có lông con đó. Nay cơm với thịt kho ngán, giờ mình ăn vịt sim với mình nấu các bánh canh thịt vịt sim. Wow. Vịt thì quá trời thịt luôn. Nó bự này cỡ 2 kg mấy không? Cái bao nhiêu ký hả? Này phải nấu lâu. Nấu lâu nó mới mềm. Luộc luộc để nấu bánh canh hồi vớt nha. Mình luộc trước hả mà? Luộc chín vớt nha. Chín là vớt ra bỏ bột vô sau. Vịt một nồi luôn. Xin mà ăn hết rồi mà luộc chữ vậy. Đây bây giờ nó sôi, chuẩn bị mình làm bột kiểu kiểu ngày xưa này, xong rồi cắt bỏ vô. À, hấp dẫn chưa? Đã đủ ăn không? Chị Tư. Con này cuộn vô cái chai nha. Muốn tao không gì? Nè, gì nè. Giống hồi xưa nha. Bánh canh cổ truyền. Bánh canh hồi xưa. Bánh canh bột. Chị hai. Biết hả? Sao? Giờ ngoài có bán loại bột mà vô bịch sẵn. Sợi sợi lên sẵn. Ừ, không ngon mà. Hả? Lấy nhau sắc 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 nè. Vậy bột tô khô sắc mới được chứ ướp sắc không mới được. Ốc ơi. Dì Ốc ơi. Dì Ốc, cái má con làm con muốn hai cũng gì nghe chưa? Hả? Má con làm con muốn quay nhà báo. Nhà báo. Dạ. Năm nay là bà hai được lên mãi 24 canh 24. Lúc nào cũng có chị hai bên điện thoại á, khỏi trời nhỏ cho nhìn đó. Ủa mình không giới thịt ra mà. Làm gì đâu? Làm gì đâu? Làm ăn gì đâu? Không biết kiềm sao cậu thì gì thế cô chú đâu 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 cô với chú đâu có đâu hả? Mình gấp anh chặt hay sao? Cái gì đuôi đầu thì vừa đầu có cái đầu đuôi giờ con vừa chặt này kia giờ bỏ chặt nửa con thôi mà nửa con ăn hết đi nữa đây được rồi ăn tiêu mày ơi tao còn chặt con nửa con với cái đầu. Ừ. Bộ đồ lòng sao mẹ? Lòng
súng đạn hả? Trong đồng ăn viên đạn hả? Thằng đó tác dụng gì mà? Thằng đó tác dụng gì? Tác dụng bổ, bổ ít ngọn gái gì ăn. Tốt là da mặt, da, da, tốt da. Trứng này hiếm lắm hả? Ừ, không có đâu. Không có đâu. Có mình không mần giờ mới có chứ ai bán. Tôi giấy giờ trên bàn ăn được. Qua ăn quá trời, giờ trả lại mất luôn. Tìm. Tìm ra. Mới viện, con tiền mới về rồi chút. Về nãy kêu nó xuống nha. Nghỉ xuống đi đi chạy. Mới hồi đó, không sao. Nửa con dịch mà chặt một thao vậy hả? Ừ, dịch bự mà. Nè. Nó nói xong nghe điện thoại mẹ. Mấy cây ngồi mới khó thì cây ngồi mới ngồi. Nó nói nửa con dịch mà chặt một thao. Vậy hả? Ừ. Rồi, mấy cục hết được. Chưa chứ, múc lại cho chị này. Mấy cái rồi. Thịt cổ ngon mà. Múc thêm hai mẹ con ăn luôn nè. Đó, đi. Rồi nè, ai ăn ăn đi. Nồi này chất lượng ha. Tuy vậy không? Cứ từng ba. Tối là lớn ăn nữa. Cái đó xuống đâu? Thứ ba. Múc cho ngoại hồi út này cho ngoại miếng. Ngoại miếng chưa cho ngoại. Lấy cái gì múc vô cho nó dễ luôn, lấy cái cà múc xíu xíu cho nó nguội đi chút rồi để vô. Này nóng lắm. Nóng lắm nó hồi mủ. Cho này nó nguội lâu. Cái đùm ruột trong đó đó. Đây nè múc rồi đó. Nóng mới đùm ruột. Như mẹ. Ừ rồi. Mắm gừng, chấm mắm gừng. Lấy này cho ngoại nè. Thôi để nhiều lắm không ăn đủ rồi. Cho nó nào. Nè. Ăn lên thôi. Ăn hết cái bưng chỗ khác cái rồi ăn. Đó thì xúm nhau ăn đi. Con to đó đi. Mẹ đâu mà lựa. Má ơi. Hả? Má về đây nè, tô của má nè. Lấy ngồi bà ơi. Đó đó, mẹ để ăn đi. Trông vui dễ sợ. Má qua đây má, nè má. Má người trông vui rồi mày đi. Có hả? Con đập luôn, không rửa luôn. Mỹ con bị của ăn. Ăn rồi đập luôn. Ăn này Quy. Ăn này Quy. Múc cho anh tô bánh canh nó đi luôn. Dạ. Ăn này chiều khỏi chút nữa thôi ăn cơm. Quy ăn cơm, ăn rồi. Giờ ăn cơm thịt kho không ngán. Giờ cơm thịt kho của Kiệu không? À, anh Lâm đây. Nó giờ thịt kho của Kiệu cũng ngán rồi. Đổ qua món này. Quy ăn múc lại to nha. À, xin mời mọi người nha. Nóng quá. Nóng quá. Quyết này có nếp mà. Có nếp thì mà. Còn con nồi nữa nè, có tiêu. Ừ. Hả? Nè ba, huyết không huyết hả? Con đã dạy huyết rồi. Đâu có nãy đâu biết. Con đã dạy huyết nè đi. Cục thôi. Cục hả? Con cục một rồi. Rồi được rồi. Thôi cái món này mà ăn gấp gấp chứ, hổng miệng. Hổng à, nó như cháo rồi nóng lắm. Mà trời mưa trời lạnh ăn món này ngon à. Thôi mẹ trời ăn này vô mệt đi. Dạ. Này tình là anh ăn cho ấm bụng. Người ta nứt máng mà chứ không ơi. Mình này còn bỏ. Dốt còn mắm gừng này dốt. Dạ, chấm đi. Sao mày múc đó còn đây nè, hết lại múc nha. Giò nè, cho Lâm lên nó cạp. Đó ăn cạp, gấp lên cho nguội đi. Đó gấp đó. Nó bẻ tha cho nguội đi. Điền với tờ giò nè. Ừ, con vịt này nó giống như tập tạ, săn chắc. Cái gì đó? Gô này bán đắt dễ sợ luôn nha. Dạ chắc là. Ăn thì dưới thôi 20 ngàn tô. Hơn bánh canh 300 ngàn. Đâu có 20 ngàn tô lỗ à. Nghe không? Nó ăn nửa gô. Ăn có miếng là 20 ngàn tô rổ, vô này chết rồi. Nè. Nước rồi. Ăn đâu? Má ăn đi má. Ừ, có để ngủ. Ngồi ăn đi chứ. Bây giờ tới Nị và bạn đồng nhỏ.
bị ăn sao ông nhỏ mới ăn cơm xong rồi. Dạ có hoạt hình. Ăn gì à? Bánh canh á. Là gì? Bánh canh. Ngon không? Đúng chưa? Rồi chia sẻ xíu hình ảnh về món bánh canh vịt xiêm làm theo kiểu truyền thống cho bà con xem cho vui nha. Ngon thấy sao, thấy sao? Ngon. Ngon độc. Ngon hơn ngoài đó. Thế nhưng mà con vịt tươi mà, vịt tươi còn nửa con nữa. Hồi nãy chị ăn nữa con. Nhiều người vậy mà ăn nữa con. Con đó 4kg mấy rồi. Vịt nó bự. Chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe nha. An khang thịnh vượng. Vạn sự như ý. Tỷ sự như mơ.